Chào mọi người, Du Cây đây. Sẽ ra sao nếu rắn dưới biển sâu trồi lên ăn thịt mọi người? Ta sẽ cùng tìm hiểu qua bộ phim Deep Sea Mutant Snake. Ở một hòn đảo bí ẩn xa xôi nào đó là một tập đoàn lớn đang thực hiện các thí nghiệm bí mật bất hợp pháp trong nhà máy. Người chủ ở đây là John quyết định tự thân tới thăm nhà máy. Lúc trước họ đã thất bại nhiều lần trong việc tạo ra vũ khí sinh học có thể nghe mệnh lệnh của con người. Tồi tệ hơn là chính phủ đã bắt đầu sờ tới gáy mấy hành vi phi pháp này. Nên giờ ông chủ quyết định ngay lập tức tiêu hủy hết tất cả các nghiên cứu. Nhưng còn một thứ nữa chính là nghiên cứu quan trọng nhất của hắn ta, đó chính là một con cự đại mãng xà dài cả 100 mét hơn. Điều thất bại là con mãng xà đó không nghe lệnh từ con người, nên ông chủ John phải ra quyết định xử tử sinh vật nguy hiểm này. Thế là các nhà khoa học bắt đầu tiêm chất độc vào con quái thú khổng lồ bất tuân, còn mấy người khác thì đang hỏa thiêu hết đám rắn thí nghiệm bên ngoài. Ngạc nhiên thay khi chất độc đó không giết chết được con đại mãng xà mà thậm chí còn làm cho nó mạnh mẽ hung tợn hơn cả mức bình thường. Con cự đại mãng xà đó bắt đầu giống to đánh thức tất cả thí nghiệm khác, làm chúng trở nên điên loạn đập đầu muốn đào thoát ra khỏi phòng thí nghiệm này. Nhà máy bắt buộc phải cố hỏa thiêu con đại mãng xà kia, ông chủ John cũng sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy trốn với hai em thư ký. Ở bên ngoài cũng là một tràng cảnh hỗn loạn khi lũ rắn chưa bị thiêu hủy bắt đầu tấn công con người. Rất nhiều binh lính bị cắn chết hay bị ném xuống hố lửa. Chú John vẫn đang căng chân ra chạy với hai em gái kia, nhưng buồn chẳng muốn nói là hắn ra lệnh cho đám lính ở đó trừ khử hết nhân chứng luôn. Sau khi thanh trừng hết mọi nhà nghiên cứu ở đây thì chúng cũng thấy có gì đó sai sai. Một con rắn to đùng trong lồng kính đã phá thoát ra bên ngoài. Con quái thú to lớn dễ dàng xử lý hết đám quân lính ở đây ăn tươi nuốt sống hết. Còn con cự đại mãng xà cũng bắt đầu phá xích thoát ra. Chú John cũng chạy tới chỗ máy bay trực thăng với hai cô em, nhưng chú lại ra lệnh cho hai cô ở lại cùng binh lính trừ khử hết thí nghiệm. Ôi chú ơi là chú, không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thế là cả nhóm người phải đi vào trong rừng thanh trừng lũ rắn đó. Không biết là giờ đám rắn đó đã gần bất hoại rồi, chúng thậm chí còn chiếm cứ gần hết cả căn cứ nữa. Họ vẫn tiếp tục hành trình đi vào rừng xử lý đám rắn, nhưng chúng quá đông và tất nhiên là binh lính bị lũ rắn tấn công cắn chết từng tên một. Thế là chỉ còn lại hai cô nàng phải tự thân vận động chống trả, bao vây họ là hàng đàn hàng đống con rắn đang thèm khát máu thịt của cả hai. Bắn một hồi thì cả hai cũng đã hết đạn nên phải dùng đến kỹ năng thái thịt bằng dao để xử lý hết đám rắn. Nhưng một con rắn to lớn hơn hai người liền lao tới tấn công họ, làm cho một người trong đó đã bị thương nặng. Cô nàng còn lại thấy rằng con rắn kia sắp ăn thịt người bạn đang bị thương nặng thì cô xách dao chạy nhanh đến rồi nhảy lên đâm hai đao vào ngay lưng con rắn. Nhưng đòn đó đâu xi nhê với thứ to lớn như nó nên cô nàng đã bị nó dùng đuôi quật bay đi. Khi cô ngồi dậy được thì thấy bạn mình đã không qua khỏi rồi. Còn con rắn lớn kia cũng lao tới cuộn tròn tóm lấy cô kéo lên không trung. Cô đau đớn cô gục ngã la hét tuyệt vọng nhưng không ai tới cứu, rồi bị con rắn ngoạm một cái đi luôn. Ở bên ngoài có một vài tên lính đã may mắn trốn thoát ra được, thậm chí còn lên được một con tàu cứu hộ nữa. Họ cố gắng lái tàu chạy xa ra khỏi hòn đảo quái thai này nhưng cũng bị con cự mãng lao lên cắn chết. Một năm sau, có con du thuyền sang trọng đang chu du ngoài biển lớn. Trên đó là hàng loạt thanh niên trẻ tuổi đang chơi bời nhảy múa quậy tưng bừng mà không biết rằng nguy hiểm chuẩn bị ập tới cả bọn. Tồi tệ hơn là có kẻ bí ẩn nào đó đã quay bánh lái làm tàu đi chệch hướng rồi giết luôn cả thuyền trưởng con tàu. Mọi người bên ngoài vẫn đang vui đùa nhảy múa tưng bừng như thể không có ngày mai. Rất nhanh sau đó là một bóng đen to lớn xuất hiện ngay bên dưới mặt nước biển. Khi mọi người chú ý điều gì đó thì hàng loạt con rắn đã chui lên thuyền cắn chết vài người không may mắn rồi. Hóa ra là thân tàu bây giờ đang bị hàng đàn hàng đống con rắn chui lên từ biển bu kín lấy. Chúng mau chóng tấn công mọi người, giết chết từng người một. Hỗn loạn ngay lập tức nổ ra khi ai nấy đều sợ hãi chạy bán sống bán chết né mấy con rắn. Ở bên trong con tàu là nhân vật tên Thái đang đi du lịch với bạn gái của anh là Mali. Nhưng họ chợt nhận thấy có gì đó sai sai ở đây, hàng loạt người vừa la hét vừa chạy thục mạng về phía cả hai. Họ liền quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, còn các nạn nhân khác thì đã bị rắn độc cắn chết hết. Thậm chí còn có những con rắn to lớn ẩn nấp khắp mọi ngóc ngách trong tàu. Thái chạy về phía phòng ăn uống báo động cho mọi người về nguy hiểm đằng sau, nhưng điều đó cũng đã quá trễ rồi. Hàng loạt con rắn to bắt đầu xuất hiện chui ra từ đường ống thông gió rồi tấn công họ. Ngay sau đó thì một con mãng xà lớn xuất hiện lùa bọn họ chạy đi như lùa con mồi. Thái với Mali và vài người sống sót phải chạy xuống đường khác để né đám rắn. Nhưng có một con cực lớn bỗng lao ra tấn công bọn họ. Cô gái bị kéo lôi đi lành ít dữ nhiều. Mọi người còn lại buộc lòng phải chạy thoát vào căn phòng gần đó và may mắn thoát được hàm răng sắt nhọn của nó ở dây sát nút. Cả nhóm cuối cùng thì cũng chạy vào được phòng động cơ. Và anh chàng nhân vật chính cũng đã nảy ra một kế hoạch nào đó. Anh ta vô tình chú ý thấy rằng mấy con rắn đó bị mù, nên họ giờ sẽ dùng tiếng ồn và nhiệt độ lớn của động cơ để đánh lạc hướng nó. Bỗng nhiên cả hai bị dồn vào góc tường nên phải nín thở cầu mong con rắn lớn không cảm nhận được cả hai bọn họ.
Nhân vật chính cố gắng im lặng hết mức có thể và cố gắng né tránh cảm nhận của con rắn quái thai để nó bò đi chỗ khác kiếm ăn. Nhưng bỗng con tàu dừng lại đột ngột nên tất cả động cơ cũng tắt đi hết. Xui xẻo hơn nữa là điện thoại của cô nàng rú to lại vang lên báo thức, làm cho con rắn quay đầu cảm nhận được đám người bọn họ. Thế là lại phải xác chân lên cổ mà chạy tiếp, chứ con rắn lớn kia đuổi dí tới đít bọn họ rồi. May mắn thay khi Thái chạy vào góc khuất rồi bổ được một dìu vào đầu nó, bạn gái anh cũng chạy tới giật bình cứu hỏa ra xịt thẳng vào mặt con quái vật. Bằng cách nào đó mà bình xịt đã làm cho con quái vật đau đớn cùng cực nên cả nhóm mới có cơ hội chạy thoát thân. Nhưng tất nhiên là con rắn không từ bỏ dễ dàng thế. Thế là bọn họ buộc lòng phải chạy vào phòng lạnh kiên cố rồi đóng cửa lại, hy vọng rằng cả nhóm sẽ thoát khỏi con quái thú đang đập cửa ầm ầm bên ngoài. Nhưng mà khoa đã thế là cả bọn cũng chui vào chỗ chết rồi, giờ không lạnh đến chết thì cũng bị ăn thịt chết. Nãy đứa nào ra ý kiến ngu thế hả? Tồi tệ hơn là có một cậu nhóc trong đó bắt đầu chảy máu mũi, Mali kiểm tra thì biết cậu nhóc đã bị rắn độc cắn nên sẽ không qua khỏi nếu không được chữa trị. Thế là Thái bắt đầu một cái kế hoạch mới, họ sẽ mở cái cửa kho lạnh ra và lùa con rắn lớn đi chỗ khác. Nhưng cậu bạn Lý lại không muốn Thái đâm đầu vào chỗ chết thế. Ngay lúc cả hai đang tranh cãi nảy lửa thì cậu bạn bị cắn kia chạy tới cánh cửa mở nó ra, cầm sẻng lên dụ con rắn đi về phía mình vào bên trong rồi hét lớn kêu mọi người mau chạy đi. Cả nhóm buộc lòng phải lèn lèn đi ra bên ngoài rồi cậu nhóc ngay lập tức đóng cái cửa kho lạnh lại nhốt con rắn lớn bên trong, hy sinh cứu tất cả mọi người một mạng. Bọn họ mau chóng đưa ra quyết định là cả đám phải trở về đất liền, tất nhiên là bằng cách nào đó mà phải khởi động lại con tàu này. Sau đó cả bọn tập trung lại tại phòng điều khiển của con tàu, nhưng khi Thái đi vào thì thấy thuyền trưởng với thuyền viên đều bị ai đó giết chết hết. Thế là giờ chẳng có ai ở đây biết cách điều khiển tàu cả. Nhưng may mắn là bọn họ vẫn khởi động được động cơ con tàu làm chân vịt quay tiếp, nên cả đám bây giờ đã có hy vọng thoát khỏi đây trước khi bị ăn thịt hết. Nhưng được một lúc sau thì họ lại thấy rằng con tàu này đang đi đến một hòn đảo lạ mặt nào đó. Có lẽ ở đó sẽ có người cứu giúp cả bọn. Bỗng nhiên con tàu đâm phải thứ gì đó to lớn rồi bánh lái cũng ngừng hoạt động luôn, con đó thậm chí còn trườn mình qua lại con tàu này. Cả bọn liền chạy ra bên ngoài bong tàu kiểm tra xem là thứ quái quỷ gì đang chặn con tàu lại. Nhưng do tối quá không thấy gì nên Thái đã bắn một phát pháo sáng lên cao. Rồi anh kinh ngạc sững người khi thấy con quái thú mãng xà cao to như tòa nhà đang trồi lên từ biển. Con quái khổng lồ liền gầm lên thị uy với con người làm họ rú lên hoảng sợ chạy hết vào trong, chứ đứng đó nó lại ăn hết cả đám cùng lúc mất. Cả bọn lên kế hoạch là sẽ bỏ con tàu này mà chạy đi. Tất nhiên là cả đám phải dùng con thuyền phao cứu hộ mà đi, còn Thái sẽ ở lại dùng tàu đánh lạc hướng con mãng xà. Anh chạy thẳng vào trong phòng chứa động cơ tàu rồi dùng dìu bổ liên tục vào mấy cái đường ống dẫn khí ga, sẵn tiện đổ thêm cả đống xăng ra khắp sàn nhà nữa. Ở bên ngoài mọi người đã sớm an toàn lên được con thuyền cứu hộ, ánh mắt chất chứa hy vọng nhìn về con tàu với người bạn đang chiến đấu với con quái thú. Con đại mãng xà giờ đang bắt đầu dùng cơ thể vặn xoắn con tàu phá hủy cấu trúc bên trong của nó. Thái biết rằng giờ hoàng đạo đã điểm, anh liền rút ra khẩu súng pháo sáng rồi bắn một phát lên bầu trời. Viên đạn sáng từ từ rơi xuống dưới và gây ra một vụ nổ kinh hoàng đánh chìm luôn cả con tàu này. Mọi người tuyệt vọng nhìn về đó nghĩ rằng bạn mình đã chết, nhưng may mắn là Thái đã có thể thoát thân an toàn khỏi đó, anh canh thời gian chuẩn xác để bơi đi trốn thoát. Sáng hôm sau khi mọi người mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đã trôi dạt đến hòn đảo đã thấy trên bản đồ, họ mau chóng lên đảo với suy nghĩ may mắn vì đã thoát khỏi lũ rắn điên loạn. Nhưng không biết rằng chính họ đang từ từ bước vào thứ còn nguy hiểm hơn. Một lúc sau thì Thái nghe được vài tiếng động lạ phát ra và anh cũng bắt đầu thấy có gì đó sai sai ở hòn đảo này. Anh liền bảo mọi người phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Nhưng càng đi thì họ càng gặp nhiều tảng đá có hình thù kỳ dị hơn. Rồi bỗng một con quái vật với xúc tu kỳ dị đầy răng nanh nhô ra phóng tới cắn lấy một người trong đoàn. Giờ cả bọn mới biết rằng mình đang đi vào hang ổ của lũ quái vật hung tợn khác và đồng đội đang bị chúng ăn thịt từng người một như tiệc buffet. Cả đám vắt chân lên cổ mà chạy trối chết. Nhưng được một lúc thì lại thấy có gì kỳ quái, họ chạy thoát được ra ngoài vì lũ quái vật vì lý do gì đó đang co đầu rụt cổ lại không tấn công bọn họ nữa. Thái nhanh trí nghĩ rằng lũ quái vật này bị thu hút bởi mùi của máu, chúng chỉ tấn công người vốn đã bị thương chảy máu từ trước. Vì thế nên cả đoàn đã thoát ra khỏi khu vực đó rồi đi dần vo sâu hơn gặp rừng rậm. Đi một hồi thì tới được cả một khu cắm trại rộng lớn nhìn như là quân doanh. Họ tìm kiếm xung quanh khu lều trại rồi thấy được bộ đàm với vũ khí AK-47, thế là cả đám bật đèn lên đồ săn quái thú chuẩn bị tới địa điểm nào đó gọi cứu hộ tới. Cả nhóm tiếp tục khám phá khu vực bản đồ mới, càng đi thì càng sâu vào trong khu rừng rậm âm u. Chàng Thái nhanh tay lẹ mắt chú ý thấy có thứ gì đó di chuyển qua lại sau những bóng cây. Anh chàng này đang uống nước thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, còn mọi người khi quay đầu nhìn lại thì sợ hãi tột độ khi thấy anh ta bị một cây cọc to lớn đâm xuyên qua.
Hóa ra ngay trên đầu họ là một con nhện to lớn như cả tòa nhà, nó đang nhăm nhe tấn công xiên chết mọi người trong đoàn làm thức ăn. Mọi người liền chạy ùa ra trốn bên cạnh những gốc cây to rậm rạp. Nhưng ông cụ với anh Lý này lại xách súng lên bắn liên tiếp vào con quái vật kia. Tất nhiên là súng đạn kiểu này làm sao xi nhê được con quái đó. Con quái nhện to lớn dễ dàng xuyên qua người ông lão rồi từ từ kéo ông lão lên nhấm nháp. Ông biết số đã tới nên quyết định hy sinh mình, giựt chốt lựu đạn cho nó nổ ngay trước mặt con quái vật nhện, cho anh em đồng bạn cơ hội bỏ chạy thoát thân. Còn con quái nhện cũng hốt cả hên quay đầu chạy thẳng ra khỏi rừng. Cả nhóm sinh tồn sau khi nấp thì cũng quyết định đi tiếp tới phía trước. Họ tới được một khu nhà máy nào đó có vẻ như đã từng là phòng nghiên cứu. Sờ soạng một lúc thì họ tìm thấy lối vào của tòa nhà. Bên trong tối đen như mực nhưng thứ làm họ ngạc nhiên chính là những bản nghiên cứu thí nghiệm về lũ quái vật. Nhóm người tiếp tục khám phá sâu hơn vào bên trong xuống tới cả căn cứ dưới lòng đất. Bất ngờ là đèn điện ở đây còn hoạt động và tự bật lên. Họ đi dọc hành lang đó tìm kiếm rồi vào được một căn phòng kín. May mắn hơn là ở đó có cả đống đồ dự trữ thức ăn nước uống. Giờ thì có thể ở đây vài ngày để suy nghĩ tìm cách gọi cứu viện. Cả đám ăn uống no say sau cả ngày chống cự quái vật rồi lại lăn đùng ra ngủ hết. Chỉ có một người trong đó là len lẻn đi ra ngoài tìm kiếm. Thái cũng bất ngờ tỉnh lại và khi anh thấy rằng có người mất tích thì cũng ngay lập tức xách đồ lên đi tìm kiếm anh ta. Thái tìm kiếm một lượt trong đường hầm dưới lòng đất này, tay thì lăm lăm con dao phòng thủ, nhưng thực tế thì tên kia đang ở tầng khác lục lọi cách nghiên cứu bí mật về lũ rắn. Cùng lúc đó thì cậu bạn Lý cũng đã tỉnh dậy rồi không thấy bạn mình đâu nên cũng đã đi tìm. Đó cũng là lúc chàng Thái tìm thấy một cái lối ra khác ở bên kia. Khi đi qua thì thấy cả khu vực bị sương mù bao phủ rồi. Anh ta bắt đầu nghe thấy tiếng động đáng sợ nhưng không thể thấy được thứ gì trước mặt. Căng mắt ra thì thấy phía trước đó chính là con đại mãng xà đã tấn công con tàu của cả bọn. Nó ngay lập tức lao tới tấn công Thái trả thù vụ cho nổ bom, nhưng anh chàng may mắn được cậu bạn Lý lao tới cứu. Lý liên tục bắn hàng loạt đạn về phía con quái cố đuổi nó đi ra chỗ khác nhưng không được. Trong mắt con đại mãng xà bây giờ chỉ có duy nhất chàng Thái nên nó quay lại há rộng miệng muốn cắn nuốt cậu ta. May mắn là Thái đã né cú cắn kịp lúc khi chạy thẳng vào đường hầm. Nhưng con rắn đã làm lối ra đó bị sập xuống rồi cậu bạn Lý kia không vào được. Bài học ở đây là thấy sương mù thì đừng có ngu mà đi vào, báo quá báo. Thái quay lại với mọi người rồi thành thực nói ra tin tức xấu về cậu bạn Lý, nhưng rồi cả đám ngạc nhiên khi thấy bộ đàm cũng đã bắt được một tín hiệu nào đó. Mọi người liền lao tới kêu gọi viện trợ cứu họ ra khỏi đây. Nhưng mà khoan đã, còn con rắn kia ở ngoài nhăm nhe thì sao mà cả bọn thoát được? Thế là Thái bắt buộc phải vắt não ra nghĩ cách nào đó tiêu diệt con đại mãng xà. Anh nói mọi người phải xây nhiều cái bẫy dập để làm con mãng xà chảy càng nhiều máu càng tốt. Kế hoạch là cả bọn phải dụ con quái thai đó tới vách núi rồi làm nó nhảy xuống ngay đúng chỗ đám quái xúc tu thèm máu, lũ đó sẽ làm thịt con mãng xà kia. Sáng hôm sau, cả bọn đều chuẩn bị cho công tác hành sự này, mọi người đang lo sợ nấp hết sau cây, còn Thái thì làm một mộ phần nhỏ cho cậu bạn Lý kia, chán bạn thiệt. Tuy nhiên, tên tóc dài quắn bí ẩn kia móc ra con dao sau lưng định ám sát chàng Thái, nhưng Thái đã biết nên đỡ đòn được rồi tung một cước đá văng hắn ra. Thái liền hỏi tên đốn mặt kia về thân phận thật sự của hắn, hóa ra tên tóc quắn đó vốn đã từng là một nhà khoa học làm việc trong viện nghiên cứu vũ khí sinh học này. Hắn khi xưa đã thoát khỏi sự thanh trừng của đám lính, tự dưng bây giờ lại quyết định quay lại đảo bằng cách lợi dụng con tàu. Đó đều là do hắn muốn tiếp tục nghiên cứu về những con quái vật biến dị kia. Vì tên đầu quan kính cận đó tin rằng điều này sẽ đem đến lợi ích lớn cho nhân loại. Bộ nhà nghiên cứu nào cũng điên như thằng này à. Đó cũng là lúc nhóm còn lại tìm thấy con cự đại mãng xà, họ bắt đầu dụ nó bò trườn vào mấy cái bẫy cọc gỗ đã xây sẵn. Tất nhiên là nó cũng bỏ qua hết mấy cái bẫy cọc gỗ đó rồi thậm chí còn tới sau lưng tên tiến sĩ điên. Thái nhìn lên thấy con mãng xà thì quay đầu chạy thẳng không ngoảnh lại. Tên điên tóc quắn kia bị chính những sinh vật hắn nghiên cứu ăn chết. Nhưng mục tiêu của con mãng xà chính là Thái nên nó dí anh khắp nơi. Dù Thái có chạy đi đâu thì cũng không qua mắt được con mãng xà. Sau đó Thái ném thẳng một chai thủy tinh đầy máu vào giữa khu quái xúc tu làm cho bọn chúng nhộn nhạo hết cả lên. Rồi anh ngay lập tức chạy thẳng tới cái vực núi đó trong khi con mãng xà vẫn tích cực đuổi theo đằng sau. Thái liền bật nhảy lên cao né phát cắn của con quái khi nó lao tới rồi anh xoay người bắn súng móc câu vào cái cây phía trên nên không bị rơi xuống. Còn con đại mãng xà kia thì ngã xuống ngay ổ của lũ xúc tu. Chúng liền chú ý thấy các vết thương rỉ máu trên con mãng xà nên đồng loạt tấn công liên tục vào cơ thể nó. Ghim chặt con mãng xà xuống đất dốc ra nó ra. Lũ xúc tu gớm ghiếc luân phiên rút lấy từng phần máu tươi của mãng xà như thể đó là vật đại bổ. Làm cho nó gầm lên đau đớn rồi cũng ngã xuống chết tại chỗ. Một lúc sau đó, mọi người đang nhàn nhã ngồi trên bãi biển chờ đợi và họ cuối cùng cũng đã thấy một con tàu đang đi về phía này. Ánh chiều tà buông xuống gương mặt vui cười hạnh phúc của người sống sót.
Và đó là toàn bộ nội dung phim Quái thú biển sâu Deep Sea Mutant Snake. Anh em nhớ like với đăng ký kênh Dukay Review nhé.